có những khi khi tôi có những cái bệnh nhân là họ tự tử trong thời điểm chúng tôi đã có những sẵn về tâm thần, mà khi mình nếu mình không khai thác không biết kỹ cái bệnh đó cho cái thời gian thì khi người ta tạo một cái trạng thái chế tâm lý chế quá độ có thể là có thể nhận được con chưa có được và khi tôi rất là quan trọng là học được là phải nghiên cứu nên là phải hỏi kỹ cái hiện trạng mà thì trong là cái gì mà ta chọn cho mình vì bệnh nhân này nó đang điều trị cái thuốc và nó có những cái đồng tiền của rằng người ta cứ lầm tưởng nó là cái đó là thuốc là do cái tăng cái triệu chứng sốt phát hiện đó là do cái tình đó không bản chất là nó không chi chích một thời gian rồi gây sự cân chỉ thấy bệnh nhân chích đó, nó sụt cả 1 kg trong quá trình mà điều trị cả năm nó có thể sụt cả 1 kg thì cái bệnh nhân này chích mới có 1 tháng thì có thể là phát hiện tiền được không bây giờ nổi bật trên cái triệu chứng của bệnh nhân này là người ta dùng phải sốt lần đuôi và có lẽ là do cái phát hiện mà người ta nhờ thành lập tỷ là phát hiện được cái gan và chủ yếu là nhờ là dựa vào cái lâm sàng thứ hai là cái bằng chứng học hay không thì mỗi đặc biệt là trong gan đó là cái gì cái động sự của bệnh nhân tiền cắt thì ngoài tiền cắt viêm gan thì không ghi nhận bất kỳ ca gì đặc biệt không đó thì rồi như vậy thì em đặt lại cái vấn đề cho nghe đặt lại vấn đề của bệnh nhân vấn đề thứ nhất của bệnh nhân này là cái sốt cao và trung sốt cao và nhiệt độ và nhiệt độ rồi như vậy gan to ở phía trái cái lồng ngực to chúng ta chờ thấy có đang to thì trái không giờ em khám thấy nó có hơi to vậy không hay là không có này rồi bây giờ chúng ta còn gì cũng đầy nữa giờ giờ này nó có đầy nghĩ đến cái vấn đề nhưng mà thông thường chúng ta phải ưu tiên chọn lựa là phải
đó hay đi kèm với mục tiêu chính xác hay không, là chúng ta biết cách để chúng ta hỏi các cái chuyện lý để khai thác thông tin và đối chiếu lại. Ví dụ như là nếu ta nghi đây là một cái trường hợp gì thì nó có chuyện biến gì, thì chúng đó chúng ta hỏi từ bệnh nhân từ loại nếu có đối chiếu lại và chúng ta tìm thêm một cái bằng chứng khác lâm sàng chưa đủ thì chúng ta kết hợp thêm những cái xét nghiệm di chuyển về trong lâm sàng. Càng có nhiều thông tin để thuyết phục chúng ta nghĩ đến một cái chẩn đoán nào thì chúng ta giữ lại cái chẩn đoán đó. Còn những cái chẩn đoán khác mà có thể nó có những cái điểm giống và có những cái điểm nó còn nghi vấn hoặc là một chưa rõ ràng thì chúng ta để lại ở phần bệnh viện và chúng ta lại yêu cầu làm thêm một số những cái cần lâm sàng để khẳng định hoặc loại trừ cái điểm mà chúng ta có là cái hướng đi khi mà đem bao giờ để làm cái chẩn đoán thì anh không phải phải học như vậy. Dạ. Như vậy thì bây giờ cái vùng hạ sườn phải thì khi bệnh nhân khai chúng ta đau là vùng hạ sườn phải thì ta nghĩ ngay đến cái cơ bản này. Đó. Mình đang lại đi mệt gì đó. Thận lên bên phải rồi cái đại tràng góc trong da còn gì đó không? Cái vị trí của khi mà cái vùng đại phổi phải hoặc là mặt phổi phải gì đó gì đó không? Rồi thì bây giờ cái trong các cái bệnh lý quan trọng nhất là bệnh lý về gan mật, cái vùng hạ sườn phải thì cái bệnh lý quan trọng là gan mật thì chúng ta phải khai thác sự kiện đau bệnh nhân, những triệu chứng kè bệnh nhân, mình tập tìm coi cái đau này nó liên quan đến tăng trọng hiện tại tăng trọng đó không, có thể là có những tính chất gì đặc trưng để hiện đến cái cơ quan hoặc là cái đặc chất cái bệnh lý là cái gì. Thì cái đau của bệnh nhân này đau như thế nào, đau liên tục đau nỉ liên tục, nó có đau nhói, đau quặn hay là đau cái gì khác không? Đau thì người ta mô tả cái triệu chứng đau của cái gan là người ta mô tả cái đau gì? Không phải như thế ở đây không? Thì cái gan nó là một cái tạng thành đầm mà đau do đó cái đau nó không phải là đau quặn là một cái đau có thể là đau căng tức đau âm ỉ và đôi khi có thể là nó cũng có thể nó nhói lên nhưng mà thường là đau đầm vì do khi là cái gan mà bản thân cái mô gan kinh nó đau nhưng mà khi mà nó có một cái hiện tượng nào viêm nhiễm hoặc là một cái tình trạng mà làm cho cái gan nó bị lên, nó to lên, thì tim nó to lên, thì nó làm căng đi cái bào tiết tổng, cái bào trên cái nào, mạng và bào bằng quả, bào cái kèm lên. Thì chính cái thâm nó tạo ra một cái cảm giác đau, tạo ra cảm giác đau. Và người ta sẽ ghi nhận là cái đau nó tạo ra căng tức, và đau nó giống như là bị bóp, bị ép, bị đè, nó bóp chặt cái vùng phải. Và về điện học trên tập vở người ta hay gọi là đó là những cái cảm giác đau giống như là mặc những cái cuộc hoặc là quán dọc hoặc là cái đàn ông mà người ta mặc hậu phương những khi người ta mặc quần người ta có phải có cái đai cuộn cái đai mà nó quá chặt hết thì cái cảm giác thì là cái tài liệu mà cái tập vở về điện học mà chúng được người ta mô tả như vậy ở Việt Nam mình không có thói quen là như vậy. Thành ra là cảm giác là đau cảm giác cảm thức, cảm giác bớt giác ở cái cuộc cảm giác là tăng đi được nó thì không thì chúng ta phải nhớ được cái vị trí đó để ta hỏi để khai thác cái vị trí của mình nhé hỏi cho mình liên quan đến cái vấn đề khác thì bây giờ cái vùng hạ sườn phải nếu mà nó đau có thể là gan mà có thể là mông thì bây giờ cái vị trí của mình là đau cho nên mình phải tự nhiên cái gan vẫn chưa có thể loại trừ chắc chắn đâu. Chúng ta cũng phải hỏi thêm những triệu chứng khác để loại trừ những cái đường mật và để cần làm siêu âm hoặc là làm những cái xét nghiệm để mà loại trừ những cái đường mật. Vậy thì mình
thì anh lại nói là cái ca này của người ta hợp với bài chứ phải ra thật sự. Ra thật bài nhiều hơn, ra thật bài nhiều hơn. Rồi, rồi bắt đầu của em những lượng thực sự là ví dụ là đau của bài sẽ bị thêm tiền cho các em. Ngày đau mà chuyển mãi như vậy thì chúng ta phải tìm ra cái bệnh lý của da và mắt, đúng không? Rồi, nếu như là cái bệnh lý của gan thì có thể là cái gan to đau thì có thể chúng ta gặp trong những trường hợp này. Đó, thì cái bệnh gan to đau không có. Tức là đấy là kết hợp cả ba triệu chứng đó, thì nó cũng cứu đến những cái nguyên nhân mà liên quan đến vấn đề gì nha, và những cái con sẽ sức cao và sức cao và liên quan đến vấn đề gì. Do đó mà chúng ta có thể nghĩ là nếu là gan thì có thể là cái bệnh nhân mà được gửi những cái thời gian cho gan, và cái gan thông thường là nó có hai cái đặc điểm chính là anemia hoặc là đúng không? Rồi, cái thứ ba nữa là gần đây thì nó có cái tác nhân thứ ba mà cũng có cái tình trạng nó bùng dần trong cái thời gian mà này. Đấy. Cái gì? Là phải coi những cái trường hợp và cái tình của cái gà như thế nào. Hiện tại đây, tại đây cũng tạo được rồi. Nếu nó là gan, nếu là con, nếu là cơ quan khác là có những cái bệnh tình khác. Nếu gan thì có thể là bệnh nhân là gì? Dựa vào cái triệu chứng bệnh nhân gan to, đa hình tồn tại và có thể có kèm thêm thì là số bệnh nhân. Đó, có thể chỉ bệnh nhân là như vậy. Bây giờ, nếu là bệnh lý của gan thì chúng ta có thể nghĩ đến là đây là gì? Áp xe gan, đúng không? Áp xe gan thì có thể là do gì? Có thể là do nhiễm trùng. Và nếu không phải áp xe gan thì nó có cái bệnh cảm lệ mặt nạ ra gan, đúng không? Đó, ra gan. Và nếu không phải liên quan đến cái áp xe hoặc là cái tăng lá thì có thể là vì khi đó là một cái đang nghe tội nghiệp. Hoặc là cái gì? Ung thư gan mà không phải là ung thư gan thông thường. Tại vì khi nó là ung thư gan thì người ta hình dung ngay đến cái tính chất của ung thư gan đó là gì? Ung thư gan cứng, chắc không cao. Nếu mà một cái diễn tiến thông thường của cái ung thư gan thì nó làm cái gan cho ta cái triệu chứng là cái gan anh sợ đến cái gan rất to. Nếu anh thấy anh sợ được cái gan to cứng chắc không gan vẫn còn, nhưng chỉ có một cái thể đặc biệt của cái ung thư, nếu mà ung thư nó phát triển lớn lên rồi thì nó có cái khả năng là nó tiến triển to ra, do đó là khi vùng trung tâm thì cũng có u đó, nó dễ có khả năng bị hại. Tại vì là cái ung thư là cái sự tăng sinh quá độ của những tế bào, đúng không? Và cái ung thư là sự tăng sinh quá độ của các tế bào, và các tế bào nó tăng sinh quá mức và nó phải có một cái nguồn cung cấp dinh dưỡng ưu dưỡng để mà cho cái tế bào nó phát triển, đúng không? Và bây giờ cái máu có thể cung cấp để nuôi cái ung thư thường là từ cái động mạch gan, đó là những nhánh mà nó được phân chia và nó bao bọc và nó tiến dần vào trung tâm để nó phát triển như vậy. Do đó mà khi mà khối u nó lớn nhanh thì cái hệ thống mạch máu nó tăng trưởng chậm hơn cái mức độ của tiến triển của cái tế bào gan. Do đó mà cái vùng rìa đó thì là mạch máu đi từ ngoài đi tiến dần vào trong mà. Do đó mà cái vùng vầy rìa thì nó được nuôi dưỡng dồi dào hơn. Còn cái vùng ở giữa trung tâm đó, thì đại diện nó dễ có thể hình thành tiếng máu nuôi, và khi tiếng máu nuôi thì là nó dễ có khả năng là bị gì? Tiếng máu thì nó chết thì nó hoại tử, và chính khi nó bị hoại tử thì cái tổ chức đó nó sẽ bị nó loãng, nó mềm đen, nó nhũn ra, nên thành ra do đó mà
em sờ cái vùng mà có cái hoại tử đó thì là cái ra cái độ vị trí đó hơi mềm hơn và đau và thậm chí là có sốt. Cái sốt này là cái phản ứng hoại tử, tức là khi mà hoại tử các tế bào thì cái phản ứng tim nó cũng được hình thành và bắt đầu nó thế để mà nó dọn dẹp cái các tế bào chết của nó bị tiết ra một số cái chất gây sốt và nó tạo ra một sốt do phản ứng của vị trí. Và đó là chúng ta uống kèm đạp tự biệt với là cái bệnh nhân gan co đau sốt thì chúng ta phải kèm đạp kia với là cái gan ung thư gan và cái thể bị hoại tử. Hoại tử ở cái u đó thì là thường nó hoại tử ở cái trung tâm u. Và cái bệnh cảnh này trước kia thì người ta thường dùng một cái tên là ca gan gì hấp đề hóa. Ta biết cái lịch sử thì chẳng qua cái bệnh lý này là nó cũng tiến triển theo cái trình độ hiểu biết của y học. Trước kia thì để chẩn đoán tai gan rất là khó, toàn là chẩn đoán dựa vào cái nghi vấn trên lâm sàng thôi chứ không có bằng chứng. Trước kia thì chẩn đoán tai gan dựa vào lâm sàng, dựa vào cái triệu chứng thẩm khảo và không có bằng chứng cụ thể. Ví dụ như nó chưa có sự học thì nó không thấy được cái vị trí hoặc là kích thước hoặc là cái tính chất của cái khối hạch đẹp và chỉ dựa vào thì chính là gan to cũng gan nhưng tính thì phải có cái tính cái độ đau đau và nếu nghi vấn thì người ta gì gặp dò thử nó rút ra mũ thì các bạn chắc nó là ok. Tại vì trên từ áp xe có nghĩa là gì, là mũ nha. Áp xe gan tức là có hiện tượng tạo ra cái khối mũ ở trong gan. Áp xe nút răng tức là trong cái nút răng nó có cái mũ, nó áp xe phổi trong phổi nó có mũ. Tức là một cái đường viêm là nặng đến mức mà nó bắt đầu nó bị viêm phủ và nó sạc bắt đầu sạc tế bào tung tung nó tàn lẫn với nhau nó tạo ra một bệnh đó. Thì bây giờ thì cái bệnh áp xe gan mà nó mất nước đó người ta rất là khó khăn và người ta dựa vào cái làm sạc là cái gì không có phương tiện. Trước khi mà có sinh âm thì nó có một cái cách để định vị tiên tiên thức thức hoặc là những vị trí cổ mũ là người ta làm gì khác nhau không phải chẩn một cái xét nghiệm cận lâm sàng để mà xác định cái vị trí là thức thức hoặc là cái tiên cổ cái chỗ mũ chưa áp dụng được mà chờ chưa áp là mới có 5-9 mấy trở lại đây thôi đừng để làm cái tài nghe là tài nghe ở trong cái lúc tốt không tạ rồi bắt đầu gì thì nó thấy là cái vùng nghe không bắt cũng không tạ đó không bắt cũng tạ tại ngoài đó cái phương tiện là không có cái gì khác hơn nha. Cho nên do đó bạn có thể thấy là những khi ta làm cái tầng nghe để người ta coi cái vị trí cái nghe nó có một cái khối gọi là cái chân gọi là cái lạnh đó, tức là gì cái chân nó không bắt nó không đạn có dù nó có u á thì nó gọi là chân nóng, tức là gì là nó tập trung bắt không đạn nhiều hơn. Ví dụ em làm nhờ cho bệnh nhân làm cái tại đường cảm thấy có một cái khối chân một cái vùng nào đó mà nó bắt là nhiều hơn thì người ta nghĩ cái đó sẽ liên quan u, còn nếu mà nó không bắt không đạn mà nó là cái mặt trống thì nó liên quan đến là cái khối nang hay là cái nang nước hay là một cái thạch tè đó cũng rất là quan trọng và thậm chí hồi xưa là cảm thấy nghe là phát hiện ra là ta phải đặt một phần này để chẩn đoán chọc dò thử lúc rút phần này ra còn cái điều trị là cái gan lúc hồi trước là rất nặng nề và nó chưa có thuốc chính là chưa có thuốc mà đặt đặc biệt nữa và chẩn đoán rất là khó coi như rất là khó đó. Thì giờ thì những cái thời đó nó có một cái bệnh gặp là ung thư gan mà cái thể hoại tử đó thì người ta thấy là bệnh nhân cũng có đau cái gan cũng từ đó cũng mềm hơn và cái tính chất của nó giống như là cái
xe. Do đó người ta tưởng đó là một cái khối u bây giờ đó dài hơn, nó tiến triển thành một cái khối u để áp ra ngoài. Nên khi mình ta chọc dò vô cái khối đó là một thứ thì nó lại không ra mũi, mà nó chỉ là những cái tổ chức lở cờ máu cộng đồng. Đây là cái mô hoại tử rất là cờ đó, chứ còn nó không phải là ổ mũi. Thì những cái trường hợp đó trước trước người ta gọi là lở do trình độ y học đã không có hiểu biết về cái tiến trị của bệnh đó, và người ta nghĩ rằng là cái khối này là khối áp xe và người ta sẽ loạn nhập. Do đó người ta vẫn đưa ra cái chẩn đoán phân biệt ung thư gan hay hoại tử với đại áp xe gan, đó là những cái mà người ta đã thường là bị sai lầm trong cái chẩn đoán này. Bây giờ dù chúng ta có phương tiện đầy đủ và nếu ta không khám kỹ bệnh nhân hoặc không có một cái trách nhiệm là tích hợp đầy đủ thì đôi khi chúng ta cũng có thể nha. Do đó thì người ta phải vẫn phải đưa ra để lại đại trừ trong trường hợp cho dù các bạn sẽ gạt và phải phương tiện cái đại kiện của người gạt. Nếu bệnh nhân có những cái triệu chứng nghi ngờ thì mình đi kiểm tra ví dụ trên nền bệnh lý cơ bản bệnh nhân là nên có cái gạt từ trước, ví dụ sơ gan hoặc là chứng gan chứng gan trước đó, rồi bây giờ có thể là nó tiến triển qua nha. Chứ còn nếu cái gan hoàn toàn bình thường thì hầu như là cái tỷ lệ ung thư gan hầu rất ít. Thường thì ung thư nó chỉ phát triển trên cái nền gan đã có bệnh lý mạng tính. Thường gặp nhất là gì? Viêm gan siêu vi B, siêu vi C, khi sơ gan do bất kỳ bệnh gì mới là một cái yếu tố mà là thuận lợi thúc đẩy lên ung thư. Do đó mà cái ca như vậy cha này là bệnh nhân đã có bị viêm gan siêu vi C thì chúng ta cũng có thể là cũng phải đưa ra phân biệt cái bệnh viêm gan siêu vi C lâu ngày nó cũng có thể nó tiến triển ung thư vậy ha. Nhưng mà có một cái khác biệt là gì giữa viêm gan siêu vi B và siêu vi C đó, thì siêu vi B tiến triển qua ung thư nó nhanh và nó tốc độ cái mức độ cái người bị nhiễm siêu vi B rất có cái nguy cơ, người có nguy cơ rất cao có thể bị ung thư. Còn cái viêm gan siêu vi C tại sao B mà lại dạy ung thư, tại vì người ta thấy rằng là trong cái quá trình mà sinh sản phân nhân lên của cái siêu vi đó của virus đó, thì nó có những cái đoạn gen của virus đó, nó tách ra, nó sẽ lại bắt nhập vô trong cái bộ gen của tế bào miễn dịch. Và những cái đoạn gen đó lại là những cái đoạn gen chưa được làm chủ. Tại vì lấy trên người nó có rất nhiều cái đoạn gen và có những cái đoạn gen chưa được làm chủ và nó có thể kích thích cái quá trình mà tăng sinh tế bào để tạo ra tế bào gen mới. Nếu mà cái đó là nó không có người kiểm soát của cơ thể thì và nó tăng lên quá độ thì nó tạo ra. Do đó người ta biết là cái tuổi mà bị ung thư gan trên cái người bị nhiễm siêu vi B nói gì nó trẻ hơn là của người bị nhiễm siêu vi B. Tại cái người siêu vi C thì muốn qua ung thư gan thì không thường là nó đã bị lâu đã tiến triển qua từ từ qua sơ gan rồi và trên cái nền sơ gan đó thì nó có thể là nó. Còn cũng viêm gan siêu vi B thì có thể cái gan chúng ta phát hiện viêm gan mà cái gan nó chưa bị lợn nó mới bị viêm mãn nên đặt là đã có thể là bị ung thư rồi. Do đó cái tuổi của cái người bị viêm gan siêu vi B mà bị ung thư là có thể khoảng 30-40 tuổi nha. Và tôi đã gặp một cái em đó mới có 22 tuổi thôi mà đã bị ung thư gan rồi, nhưng mà cái em đó nó không phải là bị viêm B không phải bị viêm B cái là nó bài bị cả hai mặt đen cùng lượng nha. Và do đó mà cái mức mà tổn thương gan nó sẽ nặng nề, nó sẽ nhiều hơn, do đó tốc độ tiến triển của tổn thương sẽ nhanh hơn. Dạ, do đó dạ thì tôi sẽ có cái là cái gì của bạn đó. Bây giờ còn cái hai do đó em nhớ là khi em đưa ra cái bảo vệ em không có phải ghi là ung thư gan thông thường, mà muốn nhận ra bảo vệ về ung thư gan thì ta phải ghi là ung thư gan và cái thể gì phải tự là tách cái thể đặc biệt đó nó mới phân biệt với ung thư gan. Cái còn cái hạn đề chỉ như là ung thư gan
thì người ta ở cái gan tôi là gan cứng, gan cao, người ta mà có chuyện với cái gan bề sao? Thấy anh số à, do đó là cái gì đó là bị hại. Còn thật là cái nang gan bội nhiễm, nang gan bội nhiễm thì sao? Cái nang gan là từ đâu? Đâu ở thèm này? Có thể phẩm sinh, cũng có thể là phát triển sau này. Thật ra thì cái nang trong gan thì là người ta chủ yếu nó là cái nang mà nó thường là nó chứa một cái cây, nó thường là những cái nang của động vật. Nha, bây giờ thì mình mọc ở trong gan. Khi là nó phát triển ra một cái nang. Cái thật ra cái nang nó có thể là nó xuất hiện từ nhỏ hoặc là lớn thì nó cũng có, hoặc là trước đó là hoàn toàn người ta không có đi làm xét nghiệm. Trước khi chưa ăn mà chưa làm người ta biết mình trong quen ta có gì đó không biết. Sau này thì chúng ta có cái thuốc siêu âm, chúng ta làm xét nghiệm rộng rãi thì nó phát hiện rất nhiều thứ, nhiều bệnh lý. Có nguyên nhân bị sỏi giờ thứ mật, trên đích chết mổ tư thi ra không biết là có sỏi thứ mật. Chứ còn là toàn không có đau, không có gì hết thì làm sao biết, đúng không? Chưa từng bây giờ đi làm siêu âm sao biết. Nhưng mà nhờ có những cái phương tiện siêu âm và cái tiết phẩm y tế bây giờ càng ngày là càng rộng, càng dễ dàng. Do đó cái điều kiện phát sinh cái bệnh đó thì nó dễ hơn, nhiều hơn. Nhiều người ta bảo ủa, hồi xưa ta đâu có bệnh gì nhiều, bây giờ tự nhiên bây giờ á khám gì cũng ra bệnh. Giống như nó là tối ngày mai mất nhà nó rác, không quét thôi là quét là có rác rồi, hay đi khám là có bệnh rồi. Có nhiều bệnh nhân tâm lý thôi không khám để không biết bệnh. Thế là không đi khám bệnh để mà của mình là người khác mặt. Đó là cái quan điểm rất là sai lầm của cái bệnh nhân. Vì xuất phát gì là do cái trình độ y tế của mình còn rất là kém. Tức là người ta khi nào em thấy bệnh nhân vô cái bệnh viện, tức là khi ta rất nổi và đau đớn quá thì làm gì được. Thì tóc bây giờ ai mà chịu khó và đi kiểm tra thì sẽ kỳ kể là tìm coi họ cơ thể có vấn đề gì, có cái này không được không. Thậm chí là tụi em chỉ biết sức khỏe được tốt nữa, đúng không? Rồi đó, do đó mà như vậy thì làm sao mà phát hiện được những cái bệnh bất thường. Do đó chúng ta thấy là những bệnh nhân mà đến bệnh viện của chúng ta là thường là ở giai đoạn trễ, giai đoạn quá nặng, giai đoạn mà đi không chữa được. Thì nó tạo ra một cái sự gánh nặng rất lớn cho những bệnh viện y tế. Tức là lúc bệnh nhẹ không lo chữa sớm thì đợi bệnh quá nặng đi chữa rất tốn kém, mình có thể là không đi lại tử vong ra. Và lúc đó thì cái chi phí và cái công sức của nhân viên y tế càng rất là lớn, chi phí đổ ra, đúng không? Cái chuyện mà ví dụ một cái phòng cái phát hiện sớm bệnh nó đã không được nhiễm rồi thì làm sao mà giải quyết được bệnh sớm, thì đợi mà khi bệnh nó đã quá nặng quá nhiều rồi không thể nào cứu chữa được. Bây giờ chúng ta thì bây giờ chúng ta thấy là thật ra cái nang ngang của gì thì cái nang đó thì cái tính chất của cái nang là gì nào? Cái nang có lẽ nó không có triệu chứng gì cả, nó nằm trong người mà không có triệu chứng. Và người đó là cái nang lành tính, nó có gì, nó là một cái khối có cái vỏ bọc và nó trong đó nó chứa một cái chất dịch. Dịch đó có thể là phát từ cái dịch mật hoặc là từ cái dịch gì đó, nó sẽ tiết ra trong cái nang. Nhưng mà cái đó nó không đau, nó không có vấn đề gì đặc biệt, chứ nó không lớn, không có cái bệnh cần phải được điều trị gì cả nha. Còn dù cái nó lớn quá có thể là mình khi ta sợ đi sợ va chạm thì mỗi bị bể, nó vẫn có những cái nang nó bị bể, nhưng mà cái trường hợp nó cũng chiếm đặt thôi ha. Nhưng mà đa số trường hợp là cái nang thì nó đã lành tính, không có vấn đề gì cả. Mà đôi khi một số nhiễm trùng đó thì chỉ như là cái tình cờ nào đó có thể là cái trùng nó chạy lạc chỗ đi chui vô đó rồi nó gây ra cái nhiễm trùng nha. Thì lúc đó thì bị bội nhiễm, nhưng mà thường thì khi mà người ta thấy đến người dân đã có biết trước là trong cái gan nó có cái nang, bây giờ bị nhiễm đau ở cái vùng đó thì bây giờ chú âm ra thấy là cái nang và nó được thể thấy được, biết thấy trong cái dịch trong nang bị nhiễm bị trang bình thường á, thì đó là cái dịch không có phản âm, nó là một cái vùng cái khô tóc hoàn toàn, tức là
tôi biết là khi mà cái tổ chức dịch thì người ta cho một cái nắm trên siêu âm là một cái tổ chức mà đen đậm nhất, thì tôi gọi là cô gì, thì cô chọc. Tại sao đó cái hình ảnh của cô chọc có biết không? Thì cái nguyên tắc, cái nguyên lý để mà chẩn đoán dựa vào siêu âm á, tức là người ta dựa vào cái nguyên tắc này là người ta dùng một cái đầu dò để cho ra cái bụng mình nghe đầu dò. Cái đầu dò này nó vừa là một cái bộ phận khác sống, nhưng mà vừa là cái bộ phận gì phun sống rồi ngược lại, vừa phát và vừa phun nha. Thì dưới tác dụng của dòng điện nó làm cho lưu chuyển một cái thổi thanh ở trong cái đầu dò nha. Thì do cái sự dao động của cái thổi thanh đó, dưới tác dụng của dòng điện nó sẽ biến thành cái tổng thanh với cái tần số và nó tạo ra một cái tổng thanh. Và cái nguyên lý của số âm thanh, cái dẫn truyền số âm thanh nó cũng gần tương tự cái nguyên tắc giống như là điều của gì bạn. Thì khi mà một cái tia đi ngang qua một cái tia chạm ánh mặt bạn nào đó thì người ta cho một cái công việc, một cái công phản hồi lại. Khi được phản hồi thì ta gọi là cái chuyện echo là cái tiếng vang, tức là khi anh nói cái âm thanh đó nó truyền tới một cái vật cản, và cái vật cản đó nó dội, nó có một thành trở lại, nó ban lại, thì nó gọi là cái echo này, ha, cái echo tiếng vang. Còn cái siêu âm tức là người ta dựa vào cái nguyên lý cái sóng đó, cái âm thanh nó nghe được nha, thì nó gọi là siêu âm. Nó có nhiều nghề cái danh từ ví dụ như thế là gọi siêu âm, tức là dùng cái từ điển đi ra gì là sao nha. Còn nếu mà chúng ta là gọi là cái nguyên lý và phản hồi đó, thì người ta gọi cái một cặp điện, tức là đo cái mức độ của cái tiếng vang, cái tổng phản hồi. Thì bây giờ khi chúng ta đi xuyên qua một cái mặt bằng thì nó sẽ cho cái tổng gọi lại tùy theo cái mặt bằng này là nó là bất cản hay là cái một cái tính chất của cái mặt bằng đó, là nó cho cái sự mà hấp thu cái tổng âm thanh hay là nó phản hồi. Nếu như cái tia lại đi qua cái môi trường nước thì nó vẫn truyền tốt, nó đi luôn. Khi đi luôn thì nó không có gì, có cái gì dội lại. Ở đó nguyên cái vùng đó thì nó không bắt tín hiệu, thì có thể là một cái chấm gì, chấm đen. Người ta bọc nguyên cái vùng đó đen vui hết, tức là gì, nó có tất cả những tổng đi qua cái vùng đó đi hẳn luôn, không dội trở lại, và nguyên cái vùng đó không thấy gì, đen vui. Thì được gọi là hiện tượng echo trong nha. Còn nếu như mà đi qua một cái vật mặt bằng nào đó, hoặc là cái vật cản nào đó, và cái vật cản đó nó là cái vật rắc, ví dụ đi qua xương, qua cái sỏi, đi tắm, nó tạo ra một cái hiện tượng gì, phản âm hoàn toàn. Nó ngược lại là cái vùng đó thấy gì, nó trắng gì, trắng quá. Toàn bộ tóc tắt ra đều buông toàn bộ lại, thì cái vùng đó bị buông trắng quá, nhận hết toàn bộ. Có việc đi qua một cái tổ chức tế bào, một cái mô, vừa qua tổ chức lỏng và tường, và những cái tổ chức đặc biệt với lĩnh động như tế bào, bên trong tế bào là nước, nhưng mà nó cũng có những tổ chức nằm trong tế bào, là từ những bào quang, những mật màng của bên, những cái là những cái vật cản. Thành ra do đó tùy theo cái mật độ nước bên trong cái mô vùng đó, mà cái tổng phản hồi của nó cho ra những mức độ tầm lợi khác nhau. Thành ra nó cho cái mạng điện của ông Tám nha, Tám từ Tám đậm đến Tám Tám nhẹ, đúng không? Nhớ ví dụ như là người ta nhìn cái đó đã phân biệt cái gì. Nếu như nó đi qua nghe, chỉ là nó đi qua hồng, thì ngửa nghe và hồng thế nào có nhiều nước hơn à, hồng nó nhiều nước hơn. Như vậy thì anh sẽ thấy là hồng nó sẽ gì, đen hơn nghe. Nhưng mà giữa nghe với tụy, tụy nó cũng chứa dịch vật tụy vậy, đúng không? Nhưng mà giữa tụy với nghe thì cái nào nó đen hơn?
da nó đẹp hơn, thì máu nó lưu chuyển trong da nhiều hơn. Đó, cho nên khi bạn so sánh cái độ đó để bạn phân biệt ranh giới giữa các cái tạng, các cơ quan, đúng không? À, đó, do đó mà ngay cả ví dụ như em thấy là hình ảnh là cái sỏi á, một cái tia từ âm đi ngang qua cái cục sỏi, giữa đây cục sỏi này, thì trong đường mật, có cục sỏi trong đường mật, thì cái vùng đường mật này á, nó là gì? Dịch mật, thì chúng ta thấy màu gì? Màu đen. Còn cục sỏi thì sóng điện ảnh nó đi ngang qua cục sỏi nha, đi đến cục sỏi á, thì cái sóng điện ảnh nó chỉ không có cái gì, có một cái bề mặt của cục sỏi thôi, không bề mặt đâu. Thì nó tiếp xúc tới đây thì nó dồn ngược lên hoàn toàn, do đó nó sẽ cho được cái hình ảnh gì, chỗ này là cái chỗ gì trắng xóa, và phía dưới này thì là gì, nó không có tia là đi xuống tiếp tục, tại vì tới đây là nó sẽ bị dọn ngược lên rồi, nó không có cái tia nào đi xuống, thành ra ở phía dưới cái lưỡi liềm, cái hình lưỡi liềm mà sáng xóa này thì người ta không thấy ghi nhận có một cái sóng âm thanh nào phản hồi, thì cái hiện tượng này nó tạo được cái vệt màu đen màu tối, thì tôi gọi nó là hình ảnh dị vật không đúng không? Tại vì cái cục sỏi bên trong như vậy nè, tia nó chỉ thẳng xuống là chỉ tiếp xúc với lại cái mặt bên trong thôi, còn phía dưới này nó tia nó đâu đi qua được, ra cho đó nó không ghi nhận hình ảnh. Đó, phía dưới này người ta nếu ta thấy là trong cái đường mật nó có một cái tổ chức là nó tạo một cái hình một con ở cái hình lưỡi liềm nha, còn trắng xóa thì là cục sỏi, và phía dưới cục sỏi là có một cái bọc và đen luôn, đó là cột lưng và quy tắc của tâm thần. Đó là nên mình khi mình hiểu được quy tắc này thì nhìn cái hình là mình có thể dẫn chỉ người khác đi theo lịch trình tổn thương. Bây giờ khi mà đi ngang ngang bộ gì thì bình thường á, cái nang á nó đi ngang, nghĩa là một cái tổ chức nang thì là nó có một cái vỏ vỏ bao, cái vỏ bao nó cũng mỏng kề, nó còn vỏ tre là nó mới hình thành á thì nó chưa có vỏ bọc, mà nó chỉ là một cái gì, nó sẽ chịu như cái vỏ tre thì nó là một cái tổ chức mà nó nham dở, không xác định được rõ cái gì của cái ổ xe đâu, mà thấy chỗ này là nó tối hơn bình thường, là trong này nó có củ, nó có những tổ chức loạn đi đó, thì ta thấy là cái hình ảnh ổ xe. Còn cái nang thì nó có gì, nó là một cái bọc có cái vỏ tròn đều, phân biệt giữa cái nang với lại cái ổ xe đó. Trường ổ xe này lâu ngày thì nó có cái đất, trong cái vách đó khi nó ra thành cái vách rồi, cái vách đó là thành dày lên, do này từng viên tạo ra thành sơ tạo ra một cái vách, thì cái vách đó lại không phải màu đen mà nó là gì, màu trắng đấy nha. Do đó mà hai đó tổ chức khác nhau, nên nhìn hình ảnh chúng ta nghĩ là nang hay là nó là một cái họ xe phân biệt được, và thậm chí nếu mà trong cái nang này bắt đầu nó có bộ nhiễm, tức là có vi trùng, nhiều khi ta thấy có gì nó có lợn cờ cái trong đó, nhân xem sẽ làm có thể thấy được cái tổ chức lợn cờ mà ta gọi là có một cái tổ có hiện tượng mà có hồi âm bên trong, có cái bệnh cảm bên trong, tức là do cái tự nó tạo ra. Rồi đó là cái hình ảnh gan bụi nhiễm. Thì cái gan bụi nhiễm tính chất nó là gì, trên lâm sàng không thể phân biệt nếu xe đâu thì nó cũng có thể là đau, nó cũng có thể là bệnh nhân có sốt, nhưng mà chủ yếu là dựa vào nếu ta biết tiền sử bệnh nhân có cái đa từ trước, còn nếu không biết cái đa từ trước thì lên trên cái âm người ta phân biệt dựa vào cái tính chất của cái khối này, ba cái này người ta nghĩ đó là đa hay là đa từ trước, đúng không? À, đó là cái đa từ trước. Bây giờ thì mình sẽ mang đen thì là quan điểm, thì cái bệnh cảm nhận có đa từ trước thì cái điều chỉnh là sao? Bộ còn nhớ là chương trình phát triển của đá lái nghe cười là sao học xong rồi bây giờ họ cười
rất là phải trái. Và nó cứ như là một cái gì đó. Sao gì đó, bỏ nghe một đứa ăn cỏ.
cái tương lai nhỏ đó, do cái chương trình nó đi như vậy, để thấy là gì? Khi mà nó sắp nhập thì cái trong chương trình của nó là nó có cái giai đoạn mà nó thiết kế của nó phát triển cùng cái loại ấu trùng khác nhau, có thể giai đoạn nó sống ký sinh ở ốc rồi sang tới những cái loại cá nước ngọt nha, cá rô, cá chép, cá lóc, cá mấy cái con cá mà sống dưới nước ngọt đó nha. À, thì có thể là nó sống ký sinh ở đó. À, thì khi chúng ta ăn phải những cái thực phẩm như là ốc, như cá mà nấu không có được chín, ví dụ có thể là người ta chỉ làm những loại cá mà cá nướng mà nướng không có chín hoàn toàn, là cần nướng mà nướng thì nó hơi chín cái mỡ bên ngoài thôi. À, vừa là cá nướng chui thì nó hiểu là nướng trong nước thép, ống nước thép rồi là cái gì đó mà không có nấu chín, thành ra do đó là có thể là nó sẽ bị. À, khi lấy nhiễm ở trong người đó thì nó xuống tới tiêu hóa thì xuống tới phát tràn, nó không tiếp tục đi xuống là ruột nữa, nhưng mà nó lại đi gì, đi ngược lên đường mật, nó chui lên đường mật theo cái ống theo cơ bắp đi trên đường mật. À, và nó cư ngụ ở trong cái đường mật. À, thì cái bệnh cảnh của nó có thể gây ra cái gì, cái triệu chứng gì, tắc mật nhiễm trùng đường mật như là một cái nhiễm trùng đường mật do sỏi, và những cái viêm nhiễm đường mật lâu ngày có thể nó tiến triển qua cái gì, ung thư đường mật. Như vậy cái bệnh cảnh nó rất là nhỏ thì nó không gây ra cái bệnh cảnh giống như HIV, mà bệnh cảnh nó là bệnh cảnh giống như cái gì, nhiễm trùng đường mật do sỏi. Thế nó rõ ràng hai cái loại sáng lá nó cái cách gây bệnh nó khác nhau tùy theo cái quy trình phát triển của nó. Ở đây mình mới buộc cái đó để mình hiểu cái bệnh cảnh. Khi nó sáng lá nhỏ thì là người ta chuyển ngay đến cái bệnh lý nhiễm trùng đường mật tắc mật đường mật, và lâu ngày có thể liên quan đến ung thư đường mật hoặc là chảy máu đường mật. Nó có một cái ca mà như tỉnh tại ở Chợ Rẫy có một cái ca mà bị bệnh nhân bị huyết tiêu hóa đi cầu ra phân đen mà kéo dài đi sẽ cho chảy máu đường mật. À, tại nó gây viêm nhiễm đường mật của huyết. À, rồi đó là cá nhỏ. Và cá nhỏ thật ra nó tùy dịch tễ học thì nó lại ít gặp ở các khu vực phía nam, mà đa số là nó ở miền bắc thì hơn nha. Cái bệnh cảnh mà của cá nhỏ thường hay gặp ở miền bắc không có ở nước mình nha. Rồi còn cái bệnh cảnh sáng lá lớn thì nó khác, nó không giống như là cái sáng lá nhỏ. Buồn cảnh nó làm nó tiếp lên cao. Rồi có bài học mà cũng không thèm đọc, không thèm coi, cái nó lớn tên gì, cái gì kia, có tài liệu mà đọc không tâm nữa. Cái gì Vatica, có gì đây Vatica gì đấy, bác vô la đọc cho đàng hoàng, cái đúng đàng hoàng. Bác vô la gì, bác vô đây Vatica tức là cái loại sáng lá lớn mà kia mình thôi. Chứ còn mà đi ra đi ca là không gây được nha. À, thật sự nói chung sáng lá, các con sáng lá ra này không phải là gây là cái sinh dục của người. Người chỉ là một cái chủ gì, không phải trung gian đó. Tình cờ hay là tai nạn. Tức là nó xảy ra cách rất là bất ngờ, là do cái sự cố thôi, chứ còn thật sự nó không phải là một cái chủ mà thật sự. Cái chủ thật sự của cái loại sáng lá này là gì? Đó là súc vật. À, đó là câu bò rồi đó, rùi rồi. À, mà giờ nuôi cũng bị. Rồi, cái này thì sao? Bây giờ cái chương trình đó sao?
chứng nó đẹp lòng ra ngoài thì nó sao bắt đầu nó đi tìm sao bắt đầu đi tìm sao cái điểm tin đó là cái gì, ví dụ như gì ăn cái gì mà bị là cái bài diễn là cây ngọt dưới nước thì nó bám vào những thực phẩm ngọt dưới nước à, mà thường mình ta hay nghĩa là gì ăn mấy cái món gỏi, thật ra gỏi đó là gì, chúng ta đi nghĩ là thường ăn những cái gỏi thì những thực phẩm mà làm gỏi thì rau muống làm gỏi nè, hoặc là gì nó sen nó chúng là mấy cái chất đó mấy cái loại thực phẩm đó thì nó có bị nhiễm à, chứ phải là nhiễm từ cái thịt hoặc là cái cá mà làm trong gỏi đâu, mà đó là nhiễm từ các cái thành phần rau mà những mà người ta trộn trong cái gỏi đấy à. À rồi thì bây giờ ăn đó vô rồi vô trong bụng thì nó tiếp tục đi đâu? Tiên ngược của gái tiên tạo tiên tạo nó không qua đường nào à? Một tài liệu nói sao mà tài liệu còn đọc không xong nữa à? Tài liệu rất cao, tài liệu lấy đâu vậy hả à? Đi đâu nó chung ta đang quá đặc biệt là chắc nó lớn nó có cái độ mà nó xâm nhập nó tiên thấu gì tức là gì nó đi cái đường nhập đặc biệt là nó đi xuyên qua hay nó bị xuyên qua tại cái ở đó cái dạng ấu trùng mà các em nhớ là nó chưa thành con sáng đâu, nó nhiễm vô nó chỉ là ở cái dạng ấu trùng và cái dạng ấu trùng thì nó có cái độ xâm nhập rất là cao nhé, thành ra nó chui vào những cái khe cái ngách rồi nó hay nó xuyên qua thì nó thành độ thành của ruột nha, từ các trẻ của ruột xuyên qua nó vào gì, nó vào ổ bụng chui vô đâu ổ bụng nha, và nó tìm đến gan, và khi đến gan thì sao, nó lần lượt nó phải gì xuyên qua những cái bao tích tông của gan rồi nó cũng xâm nhập vào gì nhu mô à, thì nó phải trong cái quá trình di chuyển như vậy đó thì nó mới dễ chui vô gan và nó đi tìm lần mò đi tìm đến cái đường mật, trong quá trình đó nó chui về thì nó tạo ra một cái tập ứng viêm nhiễm tại chỗ và thành ra một cái khối gọi là tụ dịch nha, nó giống như áp xe nhưng mà nó không có nhìn màu đỏ như là của cái khối mụn của cái gan nha, tức là gì thường người ta thấy áp xe cái tổ chức mà áp xe có cái tán lá thì nó không có phải là cái khối tròn đó mà nó thường là một cái khối mà hình đa khu mà nó tròn mà nó hình khu kém chứ chưa phải là một cái khối trong mà và nó không phải là mũi mà làm cái tổ chức riêng gì mà là cái tổ chức tiết dịch bên trong đó thôi thì nó tạo ra một cái khu kém và dạng đa khu nó là có nhiều cái tổ chức và lãnh này là các nhà quan hoặc là nhà về siêu âm học thì người ta có cái hình ảnh ta gọi đấy là cái hình ảnh còn cái vòng cô đẹp đi em có nghĩa là vòng biết là nó nói gì nằm ở đó 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 thì người ta thấy là hình ảnh nó giống như cái bờ nè đúng không đó
cái bầu của Đức nó rất là hình ảnh, hình ảnh học người ta mô tả. Rồi, như vậy cái khi đó em làm một cái chú âm mà người ta đọc ra mô tả cái chuyện chính là nó có một cái khối và một cái đá, cái khối kém và đá cung mà nó không có đủ mũ nó đèn nào nó cái đường kém thì cái hình ảnh đó rồi ý đến cái nó chỉ là mình để ý thôi, có hay là bản chất là cái gì khác chưa biết. Nhưng khi em thấy hình ảnh nó không phải là cái khối mũ hoàn toàn, không có cái hình cầu vồng và hình tròn rõ đấy mà nó là một hình đá cung thì người ta gợi ý đến cái chuyện sẵn sàng à, đó là cái hình ảnh học thôi. Thì bây giờ ngoài cái triệu chứng về tên chữ âm đó thì những cái giá trị của những cái tiêu chuẩn nào, những cái triệu chứng nào về chữ âm người ý thì chẩn đoán các bác nếu về chữ đại học thì sao? Thì ở Việt Nam chúng ta cũng phải không biết lý do gì, nhưng mà cái nguồn gốc đầu tiên của cái bệnh này trước đây hoàn toàn không có. Ở Việt Nam trước đó chưa có cái bệnh này, nhưng mà những cái năm bắt đầu năm 90 mấy trở đi bắt đầu là lắc đắc xảy ra một số những cái trường hợp. Và những cái ca đó người ta không rõ nguồn gốc xuất phát từ đâu mà nó lại bị nhiễm. Nhưng mà những cái ca đầu tiên lại là khi ta điều tra về y học thì những bệnh nhân mà đó đến từ một người dùng. Những cái thời điểm đó rất khó để có thể đoán, không biết được bệnh mà người ta không có cái ca chữa. Thì cũng thậm chí không có cái điều kiện để phương tiện để chẩn đoán. Và chưa có cái thạch chẩn đoán chẩn đoán đâu. Rồi. Thì người ta mới là gì? Người ta chẩn đoán dựa vào việc đại học. Thứ nhất là đa số của người dân đến từ các địa phương. Ở điểm trước là từ đa số là ở cái khu vực thành ngoài. Cũng rất chưa có phát triển tỉnh. Đó chỉ là duy ngoại hà nội, khu vực nha trang, duy ngoại. Rồi sau đó dần dần tới Quy Nhơn, xa hơn nữa là tới Quảng Ngãi, Quảng Nam, v.v. Những cái chỗ mà xa hơn miền Trung á, là người ta không có đi vào Nam Nam, nha, người ta nhập ở bình Điền Huế, nhưng mà Trung Huế, nha, đó, do đó mà đầu tiên, nhưng mà cái đầu tiên mà phát hiện để mà tìm ra cái chẩn đoán này là ở đây ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nha, thì ghi nhận cái ca tới miền Trung, và lúc đó là những bệnh nhân đến chợ rẫy đầu tiên là đó chưa chẩn đoán. Thì không có phương tiện cũng biết là nhưng mà nó có cái gợi ý là gì? Vì thấy là đa số khi bệnh nhân đến hỏi về diện địa thực tế thì thấy cái đa số tập trung ở miền Trung là một. Thứ hai, cái tính chất của bệnh nhân là bệnh nhân có triệu chứng đau tức tức là vùng hạ sườn phải, có một cái sốt không cao lắm nhưng mà nó kéo dài. Tại vì kéo dài nó phải kéo dài thì đâu có chẩn đoán ra đâu, đâu có điều trị đặc trị đâu, đâu có hết đâu mà nó hết sốt. Vậy đó, hay là cái sốt thường khi bệnh nhân đến với chúng ta là thường là đã điều trị với chứng tỉnh lưu tôn rồi ha, và không có chúng. Do đó mà gì, bệnh nhân sẽ biết là khi lên tới chợ rẫy là đã bị hỏi về cái tiền căn bệnh sử đó, hỏi bệnh sử là sao phải chết là một tháng gì ha. Rồi, và cái thứ ba nữa là trên xét nghiệm mà nó có cái giá trị hơi gửi là mấy cái bạch đầu thái toàn nó đặt ở nào thường là 17, 27, thậm chí có thể chặt 40 mấy nha, bạch toàn của anh. Và khi em thấy có sự tăng bạch toàn cho anh như vậy đó thì em phải nghĩ một là nguyên nhân dị ứng, hai là cái tình trạng gì, cái tình trùng. Và chúng ta phải lưu ý rằng các cái loại tình trùng và vi khuẩn á thì những cái tình trùng nào á nó ở cái dạng ống trùng mà nó di chuyển lung tung trong cơ thể thì lúc đó nó mới tạo ra một phần tăng bạch cầu hải quan nha. Chứ còn nếu mà nó thành cái con trưởng thành và nằm yên ở một cái chỗ đúng vị trí của nó thì là gì, nó không gây ra cái bệnh tăng bạch cầu. Ví dụ ai biết mà nó tóc trong ruột xâm nhập vô nó tóc trong ruột thì chả có cái tăng bạch cầu à, nhưng mà ăn biết mà bắt đầu là gì, nó chạy lên gan, chạy lên phổi, chạy lên não, hoặc là cái sáng lá này nè, ở đây sáng lá lớn là nó chạy đi xuyên qua ruột đi vào một mạc từ vào trong gan đi lung tung thì lúc đó nó tạo ra cái phản ứng nè, và chọi như vậy nên thế là một trong những cái tính chất quan trọng để chẩn đoán những cái ống trùng mà di chuyển đó thì là phải làm cái phản ứng tăng tốc đầu thành công.
thì những bệnh nhân này thấy bất kỳ sao phải toàn là phải chơi cái thời đó chưa ai biết là con gì, chưa biết con gì. Khi okay, chúng tôi liên hệ qua bên bộ môn ký sinh trùng của trường thì cũng chả ai biết đó. Chưa biết nhưng mà đọc tài liệu coi lại sách vở trong y văn thì người ta thấy cái bệnh này thì chỉ có cái loại trừ tất cả những cái loại mà trùng có thể có ảnh hưởng thì chỉ có nghĩ đặt là nghi ngờ thế là mà bạn cái bệnh đó phải chưa giờ ở Việt Nam chưa xảy ra chưa gì. Và ở bộ môn ký sinh đó còn là cái mẫu của cái Pasteur Scientifica trước thời giải phóng, tức là trước năm 70 của trường y khoa và trước này rồi. Cái mẫu để dạy cho sinh viên học thôi chứ còn thật ra không có bệnh đó rồi. Thì mới lấy cái chiếc thuốc từ cái bệnh cái mẫu bệnh học đó để mà tạo ra mẫu để mà tạo ra cái kháng thể để nhận diện cái trên cái thanh của bệnh nhân. Thì khi mà kết hợp với lại cái bộ môn và tìm ra thì mình thấy là cái bản thân sinh viên dương tính thì lúc đó nó giống như là mới phát hiện ra được cái bệnh nha. Thế còn trước thì chúng ta không có phương tiện, không có trách nhiệm, không có trách nhiệm nên là thôi sẽ chứng minh được, ta nghi ngờ thôi, nghi ngờ là có nhiễm cái chất trùng nào đó mà không biết là con gì, cho nên có chứng minh là cụ thể là con gì chứ, đúng không? Thì lúc đó thì bắt đầu mới là cái quá trình đi tìm bệnh nó mới ra được cái bệnh là như vậy. Thì bây giờ nhờ vậy mà giờ là khi mà các bệnh mình công bố ra cái nhiễm cái tình trạng nhiễm sắc lá đó, bắt đầu mới là các khu vực miền Trung mới làm đi, mới là rộ lên là mới là những cái ca đó mới là được phát hiện ra và đầy được mà không chẩn đoán được nhé. Rồi những thời điểm đó là các cái tỉnh miền Trung ồ ạt đưa bệnh nhân lên cái đây để làm chẩn đoán, đúng không? Bây giờ thì không có nhiều cái bên trước đó là tại bây giờ là các nơi là ta đã biết rằng chẩn đoán rồi và hiện tại là hai cái trung tâm lớn là Đà Nẵng và bệnh viện Thanh Hoa là hai cái trung tâm lớn của cái việc chung trung để tiếp nhận các bệnh nhân. Rồi như vậy thì bây giờ cái nhiễm sắc lá gan này là gan lớn là nặng tiêu chuẩn chẩn đoán là gì rồi bây giờ ta vẫn thấy là đó là thường cũng là những bệnh nhân nhiễm đến từ miền Trung. Thứ hai có cái bệnh cảm gần gần na ná giống áp xe gan mà sốt không cao lắm, đau không nhiều lắm, gan không to lắm nha. Và có hình ảnh của siêu âm là mình không có cái khối mũ điển hình của xe, tức là cái bệnh cảm nó gần na ná mà nó không có điển hình của xe nha. Và khi làm xét nghiệm máu thì bạch cầu hải quan tăng cao tới siêu cường là chúng ta phải gợi ý đến cái bệnh cảm này. Và lập tức chúng ta phải cho bệnh nhân thử thì xét nghiệm huyết thanh tìm phát hiện lại bệnh cảm nếu như dương tính thì cái chẩn đoán đúng không? Đó, người ta chẩn đoán gì nó cũng có tiêu chuẩn, nó phải có cái hướng gợi ý để chúng ta trong cái học bài một bài chúng ta thấy cái gì nó cũng đơn giản và không có một bài không làm được gì. Tôi nói là muốn chẩn đoán bệnh trước tiên là phải biết thật chắc cái bệnh đó, nắm rõ về triệu chứng học của bệnh đó, cái tiêu chuẩn nào để chẩn đoán thì ta mới chẩn đoán được. Chúng ta không nhớ bài một bài cho nó xong hay đó, học y khoa thật ra nó không đúng có nhiều thứ đặc nhưng mà chúng ta cũng có nguyên tắc mình biết cách học để mình nhớ thấy không? Đó thành ra do đó là phải tập trung và coi lại phải. Rồi như vậy thì bây giờ đó là cái chuyện sắc lá có là cái bệnh cảnh cũng rất là phổ biến về sau này của ở chúng ta. Giờ còn cái bệnh cảm áp xe gan do vi trùng ra biết thì là sao? Chúng ta phân biệt được. Đó, làm sao mà người khác? Chị bố dạy các bài chưa? Thì các lý. Bố có được thông báo là đang tìm gặp xe gan không? Có rồi sao? Có rồi cũng không có đọc bài nè. Sao?
chưa đủ làm sao có ai để ý xem. Còn nếu không học gì đó thì tôi cho anh về học bài nhé. Được chưa? Thì về dở sách ra tự động rồi khi đã các bạn đó chấm dứt ở đây. Tôi đã dặn rồi, về cái đọc bài, không đọc bài thôi, tự về mà học lại. Rồi về mở tôi kiếm tài liệu, gần đây nhiễm một số các ký sinh trùng ấu trùng lạc chỗ khác như là nhiễm tất tục cà ra hoặc là nhiễm Yasotoma. Cái là gì? Yasotoma là gì? Sởi đầu gai. Và nhiễm chung của chó là gì? Là tất tục cà ra đó. Tất tục cà ra cà tiết là chó. Họ em chưa có phút kiếp là gì? Sáng chảy chó thì nó gây ra cái bệnh cảnh gì? Rồi những cái nang đeo xích cái đồng ngàn, tức là những cái nhiều nang có tập đồng ngàn. Học hết rồi, không còn nhớ cái gì mà. Ngoài những cái bệnh cảnh này, nhiều đường mật cái này có giống không? Thì nếu mà có nhiễm trùng đường mật thì đa số là nó phải có gì? Có bạch mật. Mà nó có bạch mật thì mới nhiễm trùng. Nó không tắc mật thì thấy chưa? À, do đó mà cái bệnh cảnh đó, nếu mà mật thì cái bệnh cảnh đau nó phải là đau, đau chỉ là đau trong quạt, đau thì mới tắc hẹn gần là trọng. Còn cơ quan khác thì chúng ta có những cái vị trí nào có thể mà gây được cái đau thì tự nhiên. Mà thường đó là những dạng viêm phổi là phổi gì? Viêm phổi tùy thì nó mới cho cái triệu chứng đau như vậy. Viêm phổi tùy thì nó mới có một cái phản ứng đau ảnh hưởng từ cái đau là do gì? Nó viêm nhiễm tuôn trào của bạn làm phổi lên trong cái tuần đó. Đó là những cái đau theo cái kiểu của viêm thường nha. Rồi bệnh nhân có sốt rồi. Có thể là cái gan nó bị đẩy xuống thấp thì nó đôi khi ta sờ thấy cái bờ dưới gan nó hơi bắp mé bờ tường, ta có tưởng gan to mà thật sự lại có tài liệu là phổi cái gan nó đẩy cái gan xuống. Và cái quan trọng nhất là bệnh nhân có cái bệnh gan không thấp gì kèm, như vậy là có ho, có khạc đạm, nghe phổi có thể có những cái tổn thương mạng thương van hay là những cái hậu tiết không đặc. Và khi gặp những cái triệu chứng đó thì cái phát hiện quan trọng nhất để chẩn đoán là gì? Mắc lộ. Ở đây do đó mà từng cái bệnh là chúng ta phải có một cái những cái tiêu chuẩn. Bao giờ chúng ta cũng chẩn đoán thì phải chữa bằng cái tiêu chuẩn, phải học thôi thì cái tiêu chuẩn đó để mà làm ra chẩn đoán. Đó là mình cứ coi là cái bệnh đó nó phải có những cái triệu chứng gì và trong các triệu chứng đó các triệu chứng nào chủ đạo. Có cái gì mà nó gợi ý từ bản chất nó sẽ là sự kết hợp gan thì nó sẽ có những cái đặc tính giống với cái khác.
thật sự thì cái nào nó cũng có số, nó cũng có đau, nó cũng càng to, nó thì cũng do. Và tính từng triệu chứng thì phải coi nó có những cái gì. Cái tính chất của thứ nhất là cái điều kiện khởi phát, tức là cái số của cái vi trùng, của gặp chất vi trùng nó thường là cái vi trùng ở đâu, thường như đặc trưng là cái vi trùng tâm âm, vi trùng âm bụng. Do đó mà cái lượng nặng có thể nó gây ra từ là sốt cao và quan trọng là gì, nó kèm nhiệt, kèm tập trung, có thể nhiệt cơ. Cái tính chất sốt cao tập trung là những yếu tố khởi vi trùng. Còn bản chất âm tiết thì là nó thường là nó sốt mà nó ngay từ đầu mà nó kéo dài, không có đặc trung. Nên nó khoảng từ 33 thậm chí 38.5, ít khi nào nó sốt 39-40 độ. Nếu làm việc thì khi nào nó sốt càng rồi. Và khi mà cái ổ mũ mà nó được thành lập rồi, nó tạo phần mũ rồi đó, thì thường cái khuyên hướng sốt nó gì, nó hơi giảm bớt, nhiều bớt nha. Đó là cái tính chất mà sốt. Còn mức độ đau thì thật ra đau nhiều và chỉ là thật ra hai bên nó không có cái gì là khác đặc biệt. Còn cái gan to thì thường là cái áp xe do âm tiết, thường hay cho tổ mũi lớn hơn, do đó mà cái thường ta phát hiện gan to nó to nhiều hơn và thì phải là thường là trong thì phải thì cái vị trí nào là bắt đầu trung tiên mà nó hay bị áp xe gan đó. Phân tiền nào? Phân tiền 7-8 nha. Nhưng mà cũng có những phân tiền khác, nhưng mà phân tiền 7-8 là cái phân tiền mà thường cho cái vị trí mà thường gặp của các cái dạng đó. Còn vi trùng thì có thể là những cái dạng mà như khó xe thì như là những cái ổ mũ cũng có khi nó là một ổ mũ, cũng tùy cái tác nhân. Áp xe ngay cái vi trùng á, sao thông thường là nó có một cái ngõ đạo để gợi ý đến cái vi trùng, tức là bệnh nhân có thể là từ cái vi trùng thực phẩm, có thể từ vi trùng huyết, tức là một cái bệnh giải trí trùng huyết, rồi nó gây ảnh hưởng trên nhiều cơ quan của nó, cái gan cũng có thể là một cái cơ quan nó bị vi trùng xâm nhập và nó gây ra áp xe. Có thể là đi theo đường gì, đường tầm huyết, và dưới này đường sao? Mà cưới lại đi làm sao? Cái đó là đi làm gì? Cái đường máu có thể là đường động mạch, tức là những huyết, hoặc là đường tĩnh mạch, tức là nó đi theo cái nhiễm trùng tiêu hóa, nhiễm trùng tiêu hóa rồi nó làm tổn thương niêm mạc của cái ruột và nó xâm nhập vào cái hệ thống tĩnh mạch, đặc biệt là chúng ta đặt mặt kêu cạnh dưới, mặt kêu cạnh trên thì đi lên thấy cửa và đi gặp nha. Đó là cái hệ tĩnh mạch và đó là cái con đường mà gì, những cái áp xe vi trùng mà nó bội nhiễm trên trời nên ăn biết đó. Thì ăn biết nó gây ra cái tổn thương niêm mạc của ruột. Thế là anh biết nó chui theo cái tĩnh mạch đi lên. Thì vi trùng, những con vi trùng nó thường trú nằm ở trong ruột á, nó cũng có thể gì theo những cái đường đó, nó sẽ nó chui thẳng lên gan cùng với lại anh biết. Và lúc đó thì nó gây ra hiện tượng gì, bội nhiễm vi trùng trên cái bề mặt cái gan. Người ta phân tích nó là đường máu. Rồi về bạch huyết tức là nó phải là cái dẫn lưu khác, nó đi theo một con đường bạch huyết, tức là một hệ thống đặc biệt hơn, tức là có cái ổ nhiễm, ổ viêm nhiễm ở trong ổ bụng, ví dụ trường hợp là một hạch xe thuộc thừa, hạch xe thuộc phụ hay là một cái vi trùng ở cái vùng tử cung, ở vùng cổ chậu của mình nha. Thì thường thì các xe đó, cái ổ mũ đó là ta chưa có được giải quyết mà tận gốc, thì cái nhiễm trùng nó tại chỗ đó nó theo những cái vi trùng có thể đi theo một cái dẫn lưu bạch huyết tại chỗ và đi lên gan và nó gây ra cái áp xe gan bị tàn ở gan nha. Đó là con đường bạch huyết. Còn con đường đó là gì? Trực tiếp tức là một cái vật nhỏ mà dơ không có được tập đâm thẳng vào trong cái gan và nó đưa cái vi trùng trực tiếp vào trong gan. Đó là như vậy, đấy là áp xe gan vi trùng đa số trường hợp
rất khó khi định cảnh khởi đầu của cái hỏa tan để người ý. Ví dụ trước đó mình muốn có một cái nhiễm trùng ở chùa, nhiễm trùng ở ổ bụng, hay là có cái nhiễm trùng huyết, hay là có nhiễm trùng đường mật, hoặc là có một cái thương gì đó, rồi thời gian sau được nghe. Thấy không? À. Còn các cái em do anh biết thì cái ngõ vào của đó là gì? Ngõ vào đó là ngôi đường duy nhất là đi từ biển đến điều hòa. Khi có áp xe gan do anh biết thì chắc chắn bệnh nhân phải có điều trị anh biết. Chứ không có chua bằng đường nào khác. Nhưng mà cái tiền căn lị, tiền căn thì anh biết thì có thể gì rõ, có thể hiểu hình. Bệnh nhân nhớ những khoa chúng ta, nhưng cũng có khi là cái triệu chứng nhiễm trùng áp biết á, cái nhà nhiễm trùng ở ruột cho áp biết á, nó chỉ thoáng qua nó xảy ra thì là tiêu chảy một hai ngày rồi nó mới tự chậm. Tức là bệnh nhân chưa có hết hẳn hoàn toàn cái nhiễm trùng ở cái vi nhiễm ở ruột, nhưng mà có thể nó bớt tiêu chảy. Hả? Lâu lâu đau quặn bụng là những cái quặn đi tiêu chảy, chúng ta cứ tưởng là phải ăn trúng cái gì hoặc là bị ta bị nhiễm trùng tiêu hóa không được, mà không có điều trị nó đến. Để giờ đi chỗ và nó không có thành lập. Thấy không? Và cái đi chỗ cái anh biết nó theo cái từ đường ruột nó đi lên đường ruột. Do đó mà ta thấy là cái tiền căn lị anh biết chỉ ghi nhận khoảng từ 20-30% của cái trường hợp là áp lực gan mà nhưng mà thôi. Vì cái này người ta không nhớ để khai chúng ta hoặc là triệu chứng không hiển thị. Và cái triệu chứng mà diễn thì anh biết là nó thường là xảy ra trước khi bị áp xe gan ít nhất là phải vài tháng. Do đó lâu quá chúng ta gì? Chúng ta không có những triệu chứng, chúng ta cũng không biết. Trừ trường hợp cái triệu chứng đó là bệnh nhân gì? Đi cầu ra phân đàm, nhớt máu, móc rạch và làm cho người ta rõ ràng thì người ta phải ghi nhận thì người ta mới kể. Chứ còn ví dụ là lâu lâu bị tiêu chảy, em cứ tự là em ăn cái gì chung và em tự động nó ổn hoặc là em uống vài viên thuốc nó cũng rất bết và nó không hết. Lâu lâu có cái đợt nó bị tiêu chảy và cái những trường đó nó dài dặn, nó kéo dài thành tinh, nó gây ra. Thì bây giờ về phương tiện chẩn đoán thì chúng ta lưu ý là cái cách nghiệm quan trọng nhất để chẩn đoán các xe gan cho anh biết tức là chúng ta dựa vào cái gì? Huyết thanh chẩn đoán mới là dương tính thì mới ra được cái phần chẩn đoán biết đó. Siêu âm thì để chỉ phát hiện áp xe thôi, nhưng mà siêu âm không thể kết luận chính xác là anh biết là bệnh gì, không thể gì. Mặc dù người ta nói rằng là anh biết cũng được ở tiền phải bên tiền phải tám là ổ mũ to hoặc là ổ mũ nó lên độc ví dụ vậy, nhưng mà cũng có thể anh biết là bị đa đa ổ ở xe đi trùng thì có nghĩa là bị mổ, cũng có nghĩa là một ổ, có khi ở tiền trái có khi ở tiền phải, không ai nói trước được. Nhưng mà cái gợi ý để mà chẩn đoán trên cái anh biết tức là gì, là dựa vào gì, dựa vào cái xác nghiệm chúng ta cho anh biết cái dương tính rất là cao, cái tỷ lệ dương tính là khoảng trên. Do đó là khi chúng ta chẩn đoán AB âm tính thì chúng ta không được phép loại trừ hoàn toàn, nhưng mà chúng ta tự nhiên đúng không? Tại vì chúng ta biết là chúng ta cũng chẩn đoán cũng dựa vào chỗ cái nào phù hợp. Nếu mà cái kết quả nó cứ là chẩn đoán AB âm tính thì cho phép chúng ta tự nhiên ra AB sẽ gây nhiễm, nhưng mà vẫn chỉ bỏ sót một số trường hợp và đó chỉ ở tình thôi. Thì đa số áp xe gan do biết thì anh biết có thể dương tính, cái tạo huyết thanh là gì? Rồi còn như vậy còn cái áp xe gan vi trùng thì làm sao mà chẩn đoán? Cái máu thì cũng không có giá trị nhiều, tại vì cái tỷ lệ cái máu dương tính không cao, nhưng mà chúng ta phải chẩn khi thấy bệnh nhân sốt cao lạnh run bắt buộc là phải lấy máu trước khi cho ra. Đó là cái điều mà nguyên tắc bao giờ thấy là khi sốt cao mà chưa lại từ cái nhiễm trùng ở đâu thì phải bắt buộc phải cho ra. Mà cái máu chúng ta làm thì nếu mà dương tính thì tốt, còn nếu mà âm tính thì không cho ra. Như vậy có một cái tiêu chuẩn thứ hai rất quan trọng để chẩn đoán, đó là sao? Nếu mà chúng ta chọc dò thử, nếu có điều kiện chọc được
cái mũ màu là đặc trưng như là do đó là khi em chọc ra cái mũ nó màu nâu nâu đỏ đỏ và hơi giống như mặt cà cao màu sô cô la, đúng là mặt cà cao nó lại màu nó không có đen, nó không có nâu sậm như là màu sô cô la đâu, mà nó màu hơi hơi nâu nâu hơi mà nâu nâu hơi 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 trắng trắng như cái mặt cà cao. Thì cái đó là cái mô hoại tử của tế bào gan với lại cái mũ của tế bào thì nó sẽ tạo ra cái màu nâu như là đặc trưng. Còn nếu giả biết thì em chọc nó ra thì nó là cái màu nó màu màu gì đó thì không biết, tùy thân con cái đồ nào gây vậy. Có thể nó là màu trắng, màu vàng, màu xanh hoặc là cái màu tím tám, màu nâu gì đó cả. Tùy theo cái con nào nó gây ra cái nhiễm trùng thì nó gây ra con cái màu. Và cái quan trọng đó thì để chọc ra cái màu không phải sô cô la, tức là loại được cả. Nha. Nhưng mà cũng có những cái chọc ra màu đó sô cô la là lỡ cỡ vàng, lỡ cỡ trắng, lỡ cỡ. Đó là gì? Bởi vì phải có. Nha. Và cái nguyên tắc là khi em thấy cái mũ em vẫn thấy cái mũ ra em vẫn phải đi cấy cấy cho cái mũ, nhưng mà khi em cấy mũ nếu mũ của amip thì thường là cấy nó âm tính nhé, còn cấy đi trùng thì có thể dương mà cũng có thể âm, nhưng mà nếu mà dương thì tốt nhất thì chúng ta có cái đặc chính là một cái, thứ hai là hướng dẫn cái sản sinh để điều trị. Nhưng mà nếu mà chúng ta cấy thì không phải là mới cấy mà nó còn liền đâu, để cho kết quả liền đâu, mà chúng ta khi mà thấy có hiện tượng là hiện tượng đó thì ta phải điều trị ngay. Thì điều trị ngay là thường là ta phải điều trị dựa theo chính thì ta dùng những cái phát sinh mà hỗ trợ mà phối hợp để tác động cho nhiều cái tác nhân. Bây giờ ta chưa có bằng chứng cụ thể về phải đến tao đây, vì cái nhiễm trùng gây ra bão bổ của gan là nhiễm trùng này. Nếu ta chần chờ có thể kéo dài thì nên có thể bị sốc nhiễm trùng hoặc là bị nhiễm trùng nặng hơn. Do đó là chúng ta phát hiện như vậy là chúng ta trước tiên chúng ta phải cho cái máu trước rồi cho nha. Thì thường là kết hợp một cái loại gì, một cái cephalon còn liên quan đến chất cái tan ta nha, kết hợp với lại cái ảnh hưởng liên quan đến hoặc là inulon để mà khoa học để nó tăng cái gì đó. Còn cái amip thì là không có cái gì khác, thì cái đó nữa là học cái bài học cái amip thì là một cái lọc cũng đấy. Như vậy là cái bệnh